Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải, băng số 2. Thế nào gọi là nguyện? Nguyện là ý nguyện, tức là chỗ ý hướng đến, tâm nghĩ điều gì đó rồi phát ra lời nguyện. Nguyện có bốn thứ, tức là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chư Phật cùng Bồ Tát thuở quá khứ, chư Phật Bồ Tát ở hiện tại, chư Phật Bồ Tát trong tương lai cũng đều y theo bốn hoằng thệ nguyện này mà tu hành chứng quả. Bốn hoằng thệ nguyện này là y theo bốn đế mà phát ra, bốn đế là khổ đế, diệt đế, tập đế và đạo đế. Y theo khổ đế thì phát ra lời nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Y theo tập đế thì phát lời nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Y theo đạo đế thì phát ra lời nguyện, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Y theo diệt đế thì phát ra lời nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hơn nữa, bốn hoằng thệ nguyện cũng là chiếu theo ba khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ của chúng sinh mà phát ra. Khổ khổ chính là những nghèo cùng khốn khổ của chúng sinh, hoại khổ chính là chúng sinh dù được giàu sang, nhưng sự giàu sang đó hư hoại đi. Hành khổ chính là đã không phải bị khổ sở vì nghèo thiếu, cũng không phải là giàu sang bị hư hoại, mà là hành khổ của vô thường biến đổi. Từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già, từ già đến chết, suốt cả một đời niệm niệm đổi rời, cho nên có ba khổ. Tám khổ: sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Sanh là khổ, già là khổ, có bệnh là khổ, lúc chết lại càng khổ. Sanh già bệnh chết đều là khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy khổ sanh già bệnh chết liền phát tâm xuất gia tu hành. Ái biệt ly khổ là nỗi khổ đối với người mình yêu thích mà vì hoàn cảnh nào phải xa lìa. Yêu mà phải xa lìa là một thứ khổ, mà không yêu lại thường hội tụ ở một chỗ cũng là một thứ khổ. Đó gọi là oán tắng hội khổ. Ví dụ, mình không thích người ấy, ở một nơi nào đó lại chạm mặt với người ấy và cùng làm việc chung với họ, nỗi ấy gọi là oán tắng hội khổ. Lại có một thứ gọi là cầu bất đắc khổ, nghĩa là không toại lòng mong muốn được mà không thể được, khi chưa được thì lo lắng cho được, khi đã được rồi thì sợ mất mát. Nhưng cái thứ khổ lo được, lo mất, không kể gì lợi hại, chính là ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này giống như là ngọn lửa cháy bừng bừng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm này giờ giờ khắc khắc đều đi theo trên thân thể chúng ta, gây nên vô vàn sự thống khổ. Ngoài tám khổ ra còn có vô lượng vô biên khổ nữa. Tại sao có quá nhiều khổ như vậy? Đó là vì chúng ta trong đời quá khứ gieo trồng quá nhiều nhân khổ, cùng làm bạn bè với chúng mà không muốn xa lìa, vì thế gieo trồng nhân duyên của khổ này mà nhận lấy khổ quả. Cho nên nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem đời nay nhận quả gì. Muốn biết quả đời sau, hãy xem đời này gieo nhân gì. Vì thế, gieo trồng nhân lành thì sẽ hưởng kết quả lành, gieo trồng nhân ác thì nhận kết quả ác. Lúc quả thành thục thì lòng rất sợ hãi. Bồ Tát thì sợ nhân chứ không sợ quả, còn chúng sanh thì sợ quả chứ không sợ nhân. Sợ tức là sợ hãi. Bồ Tát thì sợ nhân chứ không sợ quả, cho nên cẩn thận, dè dặt, không trồng nhân khổ. Vì thế các ngài không có quả khổ. Ở thời quá khứ, khi chưa rõ đạo lý, các ngài cũng gieo trồng nhân khổ, hiện tại quả khổ đến các ngài vui vẻ tiếp nhận. Vì hiểu rõ rằng thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước, nhưng chúng sanh sợ quả mà không sợ nhân. Khi gieo trồng nhân bất kể là nhân tốt hay xấu, nhân thiện hay ác, cứ cho là việc nhỏ không ăn thua gì, cho nên mặc tình gây tạo, không để tâm cẩn thận một tí nào. Nhân gì cũng gieo, nên khi thọ khổ thì thọ hoài không hết, rồi than van rằng, sao mà gặp cái thứ hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Đã sợ nhận lấy quả khổ, thế thì trước kia đừng gieo trồng nhân khổ có hơn không? Sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây thì không có nỗi khổ, chỉ thọ các điều vui. Không có một chút khổ nào là vì người ở đó đều thanh tịnh, không có tâm tranh đua, tham dục, si mê và ba ác đạo. Vì không có ba độc tham sân si, cho nên không có ba thứ ác đạo. Ba ác đạo là do ba độc biến hiện ra.
Phật độ tất cả chúng sanh mà không thấy một chúng sinh nào được diệt độ, đó chính là phát tâm khiến cho tất cả người tu Bồ Tát đạo, khiến tất cả mọi người lìa khổ được vui, khiến tất cả mọi người đều được thành chánh giác. Dầu độ chúng sanh nhưng không có tướng độ chúng sanh, độ sanh lìa tướng độ sanh, không dính mắc vào tướng mà nói, chúng sanh này là của tôi độ, chúng sanh kia cũng của tôi độ, độ một người cho đến 10 người, tôi độ được 10 chúng sanh. Độ chúng sanh phải là không tính số, có tính số thì có chấp trước, không tính số thì không chấp trước. Độ mà không độ, không độ mà độ, đó mới thật là độ chúng sanh. Chúng sanh bên ngoài dĩ nhiên là đáng độ, chúng sanh trong tự tánh cũng phải đáng độ. Trong tự tánh có 84.000 chúng sanh, càng cần phải độ cho nó tu hành thành Phật, nhập Niết Bàn. Độ chúng sanh có độ là độ phiền não của chúng sanh, không độ thì chúng sanh vẫn còn phiền não, mà phiền não có 84.000 thứ. Hàng nhị thừa dứt được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng vẫn còn trần sa hoặc, Bồ Tát có vô minh hoặc. Vô minh là thứ nặng nề nhất, chúng sanh trừ được kiến tư hoặc, trần sa hoặc, nhưng vẫn còn vô minh hoặc. Bồ Tát đẳng giác dứt được trần sa hoặc, khi sắp thành Phật hãy còn một phần sanh tướng vô minh sót lại. Cũng giống như 84.000 sợi lông chỉ còn thừa lại một sợi, chỉ cần nhổ được sợi lông đó là xong. Bồ Tát đẳng giác dứt được sanh tướng vô minh liền chứng diệu giác, tức thành Phật. Sao gọi là kiến hoặc? Kiến là đối cảnh khởi tâm tham ái, đối cảnh giới khởi tâm tham cùng tâm ái, không thấy rõ cảnh giới này mà nhận rằng tất cả là thật có. Vì nhận cho là thật nên ăn cơm cũng là thật, ngủ nghỉ cũng là thật, không có bạn bè cũng cho là thật. Đó chính là không rõ ràng. Thấy, cho là tốt đẹp, rồi sanh ra tham ái vô cùng vô tận, không bao giờ biết đủ biết chán, đó chính là kiến hoặc, đối cảnh khởi tâm tham ái. Sao gọi là tư hoặc? Tư hoặc chính là mê lý khởi tâm phân biệt, đối lý không thấu suốt mà khởi ra phân biệt. Không biết vị Pháp Sư đó giảng có đúng không, có chỗ nào hay không, có lợi ích gì cho mình không, không lợi ích gì thì không muốn làm. Việc mình làm nhất định phải có lợi ích, chỉ thấy trước mặt 3 tấc mà chẳng thấy được trước mặt 4 tấc, chỉ thấy cảnh trước mắt mà chẳng thấy được nơi chốn xa xôi kia, đó đều là tư hoặc. Tư hoặc chính là những tư tưởng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, không đúng cho là đúng. Vừa rồi tôi nói nhận cho ăn cơm là thật, mặc áo cũng là thật, nếu không bạn xem phải là giả thì có cái gì là thật chứ? Mặc áo, ăn cơm, ngủ nghỉ đều là quá trình của đời người. Bạn không cần chấp trước phải nhận chân là thế nào, nếu bạn không chấp trước thì có thể nhẹ nhàng tự tại, còn nếu chấp trước thì sẽ bị thống khổ. Nếu cho là tất cả đều không thật thì sẽ không có tham ái, giống như trong chiêm bao làm những việc lung tung. Nghĩ ra như thế bạn sẽ buông bỏ hết mọi sự tình rồi sẽ qua đi. Nếu bạn bỏ không được thì có chấp trước mọi sự tình sẽ không qua được, đó là kiến hoặc. Có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Phá được kiến hoặc trong 3 cõi thì chứng được sơ quả A-la-hán. Kiến hoặc không phá được thì không thể nào chứng quả được. Đối với tất cả cảnh giới bạn có tâm ái không? Có tâm tham không? Đối với cảnh có khởi tâm tham ái không? Đối với cảnh giới vừa lòng có khởi tâm tham ái không? Đối với cảnh giới không vừa lòng có khởi tâm giận ghét không? Bạn có thể trừ bỏ được tâm tham ái không? Nếu bạn thật không có thì rốt cuộc nó sẽ không còn tồn tại. Làm sao biết bạn không có tham ái? Bởi vì bạn còn biết mình không có, cho nên bạn nói tôi không tham, không ái. Nhưng đó là còn có cái tôi. Vì chưa chứng sơ quả nên chưa phá được. Việc đó không phải nói không là không một cách dễ dàng. Ngũ lợi sử là phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sao gọi là lợi? Lợi là đến nhanh chóng, trái với độn là đến chậm chạp. Thứ nhất, thân kiến. Thân kiến tức là chấp trước đây là thân thể của ta, thân thể của ta gầy đi, cảm thấy ăn không ngon, mặc không vừa ý, ở không thoải mái. Thân thể ta như thế thì làm sao an toàn được, suốt ngày từ sáng tới tối cứ lo nghĩ về mình. Thứ hai, biên kiến. Biên kiến chính là chấp đoạn, chấp thường. Chấp đoạn thì cho rằng người ta chết đi trở về với hư không, không còn gì nữa, như dầu hết, đèn tắt. Chấp thường thì cho là con người chết đi rồi, sao, vẫn làm người nữa. Chó mãi mãi làm chó, mèo cứ làm mèo hoài. Người luôn luôn làm người, chứ không đổi làm chó mèo được.
Những kiến chấp như trên lạc vào nhị biên nên gọi là biên kiến, không hợp với trung đạo. Đời này làm người, đời sau vẫn làm người, cỏ vẫn là cỏ, cây vẫn là cây, người không thể làm súc sinh cũng không thể làm quỷ, đó chính là biên kiến. Thứ ba, tà kiến là thế nào? Tà kiến là cho rằng làm lành không có quả báo lành, làm ác cũng không có quả báo ác. Họ bác không có nhân quả, hoàn toàn không nhân không quả. Họ không tin làm lành được phước, làm ác phải tội. Thứ tư, giới cấm thủ kiến. Dạy người giữ giới bò, giới chó, giữ giới bò là bắt chước theo bò ăn cỏ. Tại sao thế? Nhân vì họ thấy biết sai lầm, thấy bò được sanh lên trời cho nên bắt chước theo bò, thấy chó được sanh lên trời cho nên bắt chước theo chó. Giới kiến, không phải nhân chấp là nhân, cũng là giới thủ. Người xuất gia giữ giới có tâm chấp trước này, họ chấp rằng ta hay giữ giới, giới này là giới của ta giữ. Có một thứ tâm hay giữ giới và những giới giữ được giữ. Họ không biết rằng bản thể của giới xưa nay vốn là rỗng không, không nên chấp trước. Hễ có chấp trước thì biến thành giới thủ. Thứ năm, kiến thủ kiến. Không phải quả chấp là quả, không phải là quả rốt ráo, họ cho đó là quả rốt ráo. Họ cho tứ thiền thiên và tứ không xứ là niết bàn, đó gọi là không phải quả chấp là quả. Tứ thiền, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Người tọa thiền lên đến cảnh giới sơ thiền có thể không còn thở nữa, không có sự hô hấp. Ở cảnh giới này tuy không còn hô hấp nhưng vẫn có một niệm động. Một khi phát sanh niệm động này thì hô hấp sẽ trở lại, đó là sơ thiền. Nhị thiền là mạch ngừng lại, khi hô hấp không còn nữa thì mạch cũng ngừng luôn, giống như người chết. Tuy mạch ngừng đập nhưng không phải chết, đó là cảnh giới của nhị thiền. Tam thiền là ngồi cho đến ý niệm cũng ngừng bặt. Ở sơ thiền, nhị thiền không còn hô hấp nữa, mạch cũng ngừng đập nhưng lại còn ý niệm. Đến tam thiền thì ý niệm đó cũng không còn nữa, vì thường ở trong định. Đến tứ thiền thì chỉ còn thức mà thôi. Tam thiền không có ý niệm là không có ý niệm thô, nhưng ý niệm tế vẫn còn. Đến tứ thiền cả ý niệm tế cũng dứt luôn. Cảnh giới này chỉ là con đường cần phải kinh qua của người tu thiền, chứ không phải là quả chứng. Không chỉ nói tứ thiền mà ngay cả tứ không xứ, không biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ cũng chẳng qua chỉ là một thứ định, chứ không phải là quả chứng. Nếu có chấp lấy, thì có thể cho cảnh giới này là niết bàn và cho là chứng đắc quả A-la-hán thứ tư. Như vô văn tỳ kheo cho tứ thiền là tứ quả, đó là vì y không thông hiểu. Những kiến hoặc ở trên là ngũ lợi sử. Tư hoặc là ngũ độn sử, độn tức là đến chậm chạp. Ngũ độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. Tại sao người ta có phiền não? Đó là vì có vô minh. Sau khi vô minh sinh ra thì có trần sa hoặc. Trần sa hoặc còn gọi là vô minh hoặc, tức là không hiểu biết đúng đắn. Tư hoặc cũng có thể gọi là vô kiến hoặc. Tại vì sau khi vô minh sanh ra bèn có tham, nghĩ rằng phải có được cái gì đó, bèn sanh ra tâm tham, rồi sanh ra các thứ phiền não. Phiền não một khi sinh ra sẽ sanh ra tâm sân. Tâm sân một khi sanh ra thì chỉ biết về mình mà chẳng biết có người khác. Vì chỉ biết có mình, cho nên khi tâm sân hận sanh ra thì muốn hạ thấp giá trị của người khác. Có thứ tâm này chính là ngu si, không phân biệt được phải quấy, trắng đen, bất kể tất cả. Nguyên do chính là không biết đạo lý, ngay đến ngu si, phải quấy, cong ngay, đen trắng đều không nhận ra. Vì ngu si mới sanh ra tâm kiêu mạn. Vì có tâm kiêu mạn nên lại sanh ra nghi ngờ, không tin đạo lý do bất cứ ai giảng giải. Thật cũng không tin, giả càng không tin nữa. Sanh ra mọi thứ hoài nghi, đó chính là tư hoặc. Do kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc mà thành các thứ vô minh phiền não. Cho nên, các thứ phiền não vô cùng vô tận không có lúc nào hết. Trước tình hình này, người tu hành phải nương vào tứ đế mà phát lời thề nguyện. Phiền não vô tận, thệ dứt trừ. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Nghĩa là người tu hành cần phải hiểu rõ các thứ pháp môn. Các thứ pháp môn nhiều vô lượng vô biên cũng chính là một thứ pháp môn để tu hành. Nếu không rõ biết phương pháp thì không thể tu hành được. Vì muốn tu hành thì phải hiểu rõ phương pháp. Phương pháp này rất nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên, cho nên phải nương theo đạo đế mà phát nguyện lực. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Sao gọi là pháp môn vô lượng?
vô lượng pháp môn từ đâu mà có? Ấy là, Phật nói tất cả pháp nhân vì tất cả tâm của chúng sanh, nếu không tất cả tâm thì cần gì tất cả pháp? Tất cả pháp đều do tâm chúng sanh mà có. Tâm chúng sanh có ngàn sai muôn khác, các thứ không giống nhau, tâm của mỗi con người đều không giống nhau, cho nên pháp môn cũng có nhiều thứ không đồng. Tóm tắt lại, pháp có ba thứ, Phật pháp, tâm pháp và chúng sanh pháp. Ba pháp này sanh ra tứ đế, lục độ, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, cho nên nói, pháp môn vô lượng, thể nguyện học. Pháp môn có rất nhiều, giống như chúng ta giảng bộ kinh này xong, lại giảng đến bộ kinh khác, đó không phải là do vô lượng hay sao? Chúng ta hiện tại giảng kinh cũng như một giọt nước trong biển cả mà thôi, chứ không là tất cả nước trong biển cả đều được hết. Chúng ta học Phật Pháp để làm gì? Tại sao phải học Phật Pháp? Nhân vì học Phật Pháp chính là muốn được thành Phật, nhưng thành Phật phải là vọng tưởng không? Thành Phật không phải là vọng tưởng đâu, tại vì vị Phật là quả vị xưa nay sẵn có của chúng ta, mọi người đều có thể thành Phật, vì thế chúng ta phải nhanh một bước để sớm thành quả Phật, và y theo diệt đế mà phát lời nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Diệt đế chính là đạt đến Niết Bàn, đạt đến quả vị rốt ráo thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, cho nên gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta đối với sự kiện thành Phật không cần phải hoài nghi nữa, nhưng nếu có hoài nghi cũng có thể thành Phật, duy có điều chậm một chút mà thôi. Nếu không có tâm hoài nghi thì sẽ thành Phật sớm hơn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật, nhưng không thể nói tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu chịu tu hành thì mới có thể thành Phật, nếu không chịu tu hành thì tất cả chúng sanh vẫn chỉ là chúng sanh mà thôi, không thể thành Phật được. Làm Phật là lý, nhưng cũng có một cái đạo thành Phật với điều kiện là phải nương theo pháp tu hành. Nếu không nương theo pháp tu hành thì các tâm tham, sân, si, mạn, nghi đều không từ bỏ được, không thể nào mau thành Phật được. Vì thế, nên phải phát bốn hoằng thệ nguyện. Chúng ta bất luận là làm việc gì cũng cần phải phát lời nguyện trước, rồi sau mới theo lời nguyện mà thực hành, có thế mới đạt đến mục đích, hy vọng mới có thể thành tựu được. Nói đến đây, tôi nhớ lại một công án. Có một lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang theo rất nhiều đệ tử đến một nước nọ để giáo hóa chúng sanh. Người trong nước này thấy Phật đến liền đóng cửa lại, không có ai chịu bố thí, cũng không ai đến cung kính chào hỏi. Phật đã đến nước ấy rồi, không có ai ra đón rước, vì không có duyên với các đại thần và các nhân dân ở đó. Nhưng khi Ngài Mục Kiền Liên đến, thì cả quốc vương, đại thần và nhân dân đều hướng về Ngài cung kính đảnh lễ, tranh nhau đến cúng dường.